Ok, và chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của tôi, và tôi là Đạt đây. Thì trên kênh của tôi á, nếu mà tính cho tới cái thời điểm hiện tại á, là nói về những cái clip á, thì trên kênh của tôi đã làm rất là nhiều những cái clip đã gửi đến cho tất cả các ông rồi. Và đặc biệt á, là cách đây là khoảng một ngày trước thì tôi có chia sẻ đến cho tất cả các ông về hai cái clip, à ba cái clip lận mấy ông ạ. Đó là cái clip Core X này, clip Acer X và đặc biệt là cái clip Vega X. Đó, thì nói chung á, là trên kênh của tôi thì tôi đã chia sẻ đến cho tất cả các ông về ba cái phiên bản clip mới nhất rồi, và nó nằm ở phiên bản là V2.621. Thì dành cho những bạn nào chưa biết á, thì cái phiên bản V2.621 cũng là một trong những cái phiên bản mà mới nhất của cái tựa game Roblox trên điện thoại nha mọi người. Thì hiện tại á, là những bạn nào á, mà muốn sử dụng Acer X hoặc là Core X hoặc là Vega X á, thì mấy bạn có thể là kéo xuống phần bình luận game hoặc là phần mô tả của cái video này để mấy bạn tải những cái clip đó về ha. Rồi, còn ở trong video ngày hôm nay á, thì tiếp tục thì tôi sẽ chia sẻ và mang đến cho tất cả các ông thêm ba cái clip cực kỳ ngon nữa. Và ba cái clip này á, nếu mà so sánh thì tôi thấy là nó có thể nếu mà nói về cái độ ngon ấy thì có thể là nó chỉ bằng cái Flusso thôi chứ nó không ngon hơn, nhưng mà nói về cái độ mượt ấy, thì tôi thấy là nó cực kỳ mượt luôn nha mọi người, có thể là nó mượt hơn Flusso rất là nhiều ha. Rồi thì ba cái clip này á, là bây giờ thì tôi sẽ tiến hành tôi review trình tự ba cái cho mấy ông xem, rồi sau đó thì tôi sẽ test một cái phiên bản menu farm cực kỳ ngon dành cho tất cả các ông ha. Đó, thì phiên bản menu farm trong video ngày hôm nay á, thì nó cũng là rất là đặc biệt luôn, thì tôi muốn mang đến cho tất cả các ông, thì tí thì tôi sẽ cho mấy ông biết sao ha. Rồi thì đầu tiên á, đến với lại cái clip đầu tiên, đó là cái clip Delta nha mọi người. Thì hiện tại á, là bên Delta X á mọi người, bên chính thức á, đã tung ra cái phiên bản chính thức rồi nha mọi người. Thì cái phiên bản cách đây mà một tuần trước tôi mang đến cho tất cả các ông á, thì đó là cái phiên bản mà của một người nào đó làm lại nha mọi người, chứ không phải phiên bản chính thức. Thì cái phiên bản đó là nó rơi vào là V2.620. Thì ở thời điểm hiện tại á, đối với lại cái data mà ngày hôm nay tôi mang đến cho tất cả các ông á, nó có rất là nhiều cái ưu tiên luôn. Cái ưu tiên đầu tiên á, là nó sẽ xóa cái phần gate cây nha mọi người. Thì tôi không biết nó là có xóa hay không, thì hiện tại á, là tôi mới vào cái data thì nó không có yêu cầu tôi gate cây. Thì tôi nghĩ á, là bên data á, thì họ đang cho sử dụng miễn phí nha mọi người, không cần gate cây. Cái ưu điểm thứ hai á, là đối với lại bản này thì nó sẽ được cập nhật lên phiên bản mới nhất, đó là phiên bản V2.621, và được tối ưu rất là nhiều cái thứ từ cái data ít luôn. Đó, chẳng hạn như là tối ưu chống văn game này, hỗ trợ cho mọi người treo không bị kích này, cũng như là không bị ban đồ cái thứ, thì hỗ trợ full sao rip ha. Thì đây là cái phiên bản data mới nhất từ nhà phát hành nha mọi người, thì bạn nào muốn sử dụng thì tôi sẽ để ở dưới ha. Đó, thì bản này là bản nói chung là ba bản trong video này là đều phiên bản mới nhất, đó là phiên bản V2.621, thì bởi vậy là mấy ông cứ yên tâm. Rồi thì đến với lại cái clip thứ hai nào, let's go. Và rồi mấy ông ơi, thì đến với lại cái clip thứ hai trong video này tôi muốn mang đến cho tất cả các ông về cái phiên bản mới, đó là cái clip Evon nha mọi người. Thì đó là cái clip Evon hiện tại á, thì khi mà mới vừa vào á, là nó sẽ có yêu cầu mọi người là phải dắt cây, nhưng mà có một cách mà để cho mọi người không có cần phải dắt cây, đó là mọi người có thể vào trong cái nhóm Discord này THG của tôi để mọi người sử dụng bot, mọi người bay bắt cây ha. Thì nói chung á, là bot á, thì trong cái kênh của tôi á, là có rất là nhiều cái con bot để cho mọi người sử dụng luôn và hoàn toàn miễn phí. Thì bởi vậy á, là ông nào mà chưa vào nhóm Discord để THG thì mấy ông có thể vào nhanh ha. Đó, thì đối với lại cái clip Evon này á, thì hiện tại là nó cũng đã cập nhật lên cái phiên bản mới rồi nha mọi người, đó là phiên bản version 2.621, và đây là cái phiên bản từ nhà phát hành luôn, thì bởi vậy á, là nó cực kỳ an toàn cho app của mọi người. Và đối với là bản này á, thì nó vẫn có chức năng là tự động chạy sao rip này, rồi hỗ trợ cho mọi người copy sao rip này, lưu sao rip này, rồi chạy sao rip này, và những cái tính năng là unlock FPS này, rồi tăng đồ họa đồ cái thứ á, thì bản này nó hỗ trợ cho mọi người từ A tới Z luôn. Đó, mọi người có thể là sử dụng thử cái bản này. Và bản này á, thì tôi đã có một cái video review về nó rồi. Nó cũng là một trong những cái clip có thể nói là nếu mà so về độ mượt á, thì tôi thấy là nó mượt hơn cái clip data rất là nhiều luôn ha. Đó, thì cái này là theo cái ý kiến riêng của tôi thôi. Còn ông nào muốn sử dụng thì mấy ông biết lấy ở đâu rồi đúng không? Dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận game. Còn bây giờ thì đến với lại cái clip thứ ba thôi nào. Và rồi mấy ông ơi, thì đến với lại cái clip thứ ba trong cái video này, thì đây cũng là một trong cái clip mà có thể nói là đã được cập nhật lên cái phiên bản mới nhất, đó là V2.621, cũng như hai cái clip trước, đó là cái clip Chigon nha mọi người. Thì đối với lại cái clip Chigon này á, thì nói chung á, là cũng có khá là nhiều bạn yêu cầu tôi là hãy cập nhật về nó đi, khá là lâu rồi. Thì nói chung là tính cho tới tận cái thời điểm hiện tại thì tôi mới có cái thời gian rảnh để tôi cập nhật nó nha mọi người. Thì hiện tại á, là nó cũng đã lên cái version mới nhất, đó là version 2.621. Thì bạn nào muốn sử dụng cái Chigon này á, thì đó thì tôi sẽ để dưới phần bình luận game để cho mấy ông có thể tải về để sử dụng. Và bản này á, thì khi mà vào á thì nó sẽ yêu cầu mọi người là không cần gắt cây. Đó, thì khi mà tôi đang quay video này á, là nó sẽ không có yêu cầu tôi gắt cây, thì không biết là lý do là sao, không biết là có phải á, là cái Chigon này nó bỏ cái gắt cây hay không, nhưng mà tôi nghĩ là mấy ông nên thử ha. Thì nếu mà nó có gắt cây đi chăng nữa á, thì cái việc mà để bỏ qua cái bước gắt cây thì rất là đơn giản, chỉ cần là vào trong cái nhóm đặt THG của tôi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết trong vòng chưa đầy khoảng 3 giây nha mọi người. Mọi người sử dụng bot, mọi người bypass một cái là mọi người đã có cái cây rồi, thì rất là ngon ha. Rồi thì đó là ba cái clip mà trong video này tôi muốn chia sẻ đến cho tất cả các ông. Còn bây giờ á, thì cái bản menu sau clip mà ngày hôm nay tôi muốn mang đến cho tất cả các ông về cái tựa game Lockwood là bản nào, thì bây giờ tôi vào cho tất cả các ông cùng xem ha. Let's go. Mấy ông ơi, thì đến với lại cái bản menu trong video ngày hôm nay tôi muốn mang đến cho tất cả các ông, đó là cái bản Doraemon nha mọi người. Và đặc biệt á, là cái bản Doraemon lần này tôi mang đến cho tất cả các ông á, nó có tên là Doraemon Hub V2 nha mọi người. Thì đối với lại bản V2 á, thì khi mà mọi người chạy xong cái sào rip á, thì nó sẽ hỏi mọi người là chạy cái bản V1 hay V2. Thì ở đây á, là mọi người nhấn vào cái chữ là Master Hub V2 cho tôi. Đó,
Thì sau khi mà nhấn vào xong thì mọi người đợi một tí là nó sẽ tiến hành nó load cho bạn menu này. Đấy, và nó load xong thì nó sẽ hiện lên cho tất cả các ông ha. Và đây là cái phiên bản Master Hub V2 nha mọi người. Thì phiên bản này á còn được gọi là cái phiên bản Doraemon Hub V2 nha mọi người. Đó, Doraemon Hub V2. Thì đối với là bản này khi mà mọi người mới vừa mở lên á thì nó sẽ hỗ trợ cho mọi người chạy nhanh này, rồi đi trên mặt nước này và hỗ trợ full tiếng Việt cho tất cả các ông luôn, vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh ha. Đây, test cho mấy ông xem nè. Đó, chế độ đánh thì chắc chắn là cực kỳ ngon rồi. Thì bản này á là nó vừa hỗ trợ tiếng Việt vừa hỗ trợ tiếng Anh, thì bởi vậy á là mọi người về mọi người dòm và mọi người cũng đủ biết là những chức năng nó dùng để làm cái gì rồi. Thì bởi vậy là mọi người cứ yên tâm ha. Rồi, hỗ trợ tự động nâng chỉ số này, hỗ trợ farm bounty nè, đánh người chơi nè, rồi đi PvP nè. Dịch chuyển full đảo này, full sale này, rồi hỗ trợ cho mọi người là tự động nhặt trái này, rồi auto random trái, rồi đi ride đủ cái thứ là có đầy đủ cho tất cả các ông luôn. Và đặc biệt á, là đối với là bản này á, thì nói chung á, là nó là hỗ trợ cho mọi người full chức năng ốp tộc level 4 này, phần sale event này, phần shop này, phần mid này, phần tự động chuyển server đủ cái thứ này đó. Thì nói chung á, là bản này á, là đây là cái phiên bản V2 mới nhất từ cái Doraemon Hub. Thì bởi vậy á, là ông nào muốn sử dụng thì tôi sẽ để dưới phần bình luận game, rồi cũng như á, là trong video này thì tôi đã chia sẻ đến cho tất cả các ông về ba cái clip mới nhất, và cũng như á, là mấy ông có thể là sử dụng ACX, CodeX hoặc là Vega nữa nha. Những cái clip mà tôi đã dưới phần bình luận đó thì nó đều được update hết rồi cho mấy ông. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả các ông rất là nhiều và bye bye.